Hơn 4.000 là số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố đã được Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý trong 8 tháng đầu năm nay. So với tổng số 8.600 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2003, số lượng cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống tại Việt Nam đã giảm tới 53,2%. Tính đến, đến tháng 8, trong tổng số hơn 7.600 hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, đã có gần 5.900 hệ thống được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ, đạt tỷ lệ 77% và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, với vai trò giám sát, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức xử lý và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, trong tháng 8 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp là Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 349 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 75,1% so với cùng kỳ năm ngoái.